ông Hoàng Pháp, 102 tuổi, ngụ Cần Thơ, được đưa đến FV trong tình trạng gãy cổ xương đùi bên phải do tai nạn sinh hoạt. Điều đáng lo hơn là cụ ông lớn tuổi kèm theo các bệnh lý về tim mạch như trung nhĩ, cao huyết áp, suy tim tâm trương, hẹp mạch vành. Đặc biệt, cụ ông còn vừa trải qua một cuộc phẫu thuật khác cách đây 7 tháng. Liệu cụ ông có thể trải qua cuộc phẫu thuật thay khớp háng hay không? Nếu phẫu thuật thì sức khỏe của ông có cho phép. Còn nếu không phẫu thuật thì ông sẽ phải nằm một chỗ suốt đời. Thay khớp háng là một phẫu thuật khó trong chỉnh hình. Đặc biệt là ở người cao tuổi thì cái xương họ rất là loãng. Và cái khả năng chịu đựng cuộc mổ của họ về chức năng tim phổi của họ cũng sẽ kém hơn với người trẻ. Càng lớn tuổi thì cái biến chứng do nằm lâu nó rất là nhanh xảy ra, và một khi xảy ra thì đôi khi có thể là không cứu được, chẳng hạn như viêm phổi, nhiễm trùng tiểu do viêm đường hô hấp, và họ sẽ có thể là họ cũng sẽ không chịu nổi những cái cơn cuộc nhiễm trùng đó. Do đó, để thực hiện phẫu thuật này, các bác sĩ cần xem xét đưa ra một kế hoạch khả thi trước và sau phẫu thuật để phòng tránh những nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra với bệnh nhân và những biến chứng sau mổ. Trước phẫu thuật, mình phải điều trị ổn định mấy cái bệnh tim mạch. Ví dụ như rung nhĩ, mình phải xài kiểm soát nhịp tim, điều kháng đông để phòng ngừa đột quỵ do ông. Kiểm soát cả cái bệnh mạch vành. Cái người bác sĩ tim mạch họ sẽ đưa ra phác đồ trước và sau khi mổ đó, để cho tỷ lệ mà đột quỵ của bệnh nhân nó thấp nhất và nó cũng không gây chảy máu cho người bệnh nhân. Cuộc phẫu thuật được thạc sĩ, bác sĩ Trương Hoàng Vĩnh Khiêm phối hợp với các bác sĩ gây mê hồi sức, tim mạch thực hiện và đã diễn ra thành công đúng như mục tiêu ban đầu. Nếu mà trước mổ họ vẫn còn đi được thì mục tiêu của chúng tôi là đem bệnh nhân trở về cuộc sống trước đây của họ. Sau 4 ngày phẫu thuật, sức khỏe của ông dần ổn định và cụ có thể đi lại được bằng nạng dưới sự hướng dẫn của chuyên viên vật lý trị liệu. Mình cái yêu cầu tối thiểu chỉ cụ chỉ ngồi được cũng ok, không đau, nhà đứng được là tốt rồi. Phẫu thuật này rất thành công trong cái mong đợi của mình. Theo bác sĩ Vĩnh Khiêm, gãy cổ xương đùi là chấn thương thường gặp ở người lớn tuổi vì sự suy giảm về mức độ thăng bằng dẫn đến dễ té ngã. Do đó, người nhà cần có những biện pháp phòng tránh nguy cơ té ngã cho người lớn tuổi. Chẳng hạn là bỏ những nguy cơ có thể gây té ngã như sàn nhà trơn, chướng ngại vật, duy trì khám sức khỏe định kỳ, phát hiện và điều trị loãng xương từ sớm. Chú trọng chế độ dinh dưỡng, bổ sung đủ canxi, các loại vitamin và khoáng chất. Duy trì vận động thể chất với cường độ phù hợp theo tình trạng sức khỏe. Đặc biệt, phẫu thuật thay khớp cho người lớn tuổi là hoàn toàn khả thi nếu các bác sĩ đánh giá được các rủi ro có thể xảy ra và có phương án xử lý kịp thời trước, trong và sau điều trị. Với lợi thế là bệnh viện đa chuyên khoa, việc hội chẩn và kết hợp điều trị liên khoa giúp các bác sĩ FV mang lại phương án điều trị hiệu quả cho bệnh nhân tại cùng một nơi an toàn, thuận lợi.